Đó, các bạn thấy chưa? Nó tự nhận đây là AirPods hẳn hoi nha. Và khi mình bấm kết nối này, sẽ hơi mất. Uầy. Yo, what's up, chồng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Thì Việt Nam. Thì ở đây mình đang có một sản phẩm tai nghe rất là giống tai nghe AirPods, nhưng mà đây sẽ chỉ là một chiếc tai nghe AirPods fake mà thôi. Nhưng nó sẽ có một cái tính năng mà nó giống y chang như chiếc AirPods thật. Đó là khi các bạn mở hộp và lấy tai nghe ra thì trên cái chiếc iPhone này nó cũng sẽ nhận như kiểu là nhận AirPods thật luôn. Tí nữa thì mình sẽ demo thử cho các bạn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp cái chiếc tai nghe AirPods này ra trước để xem rằng là sản phẩm này nó giống bao nhiêu phần trăm so với cái chiếc tai nghe AirPods thật. Và cảm ơn Chiến Tài Mobile đã hỗ trợ cho mình sản phẩm để thực hiện video này. Quay trở lại với sản phẩm mình ở đây thì bây giờ mình sẽ mở hộp nó ra cho các bạn xem. Đó, bên dưới thì chúng ta vẫn sẽ có một cái kén được đựng trong một cái túi ly lông khá là giống với một cái AirPods thật. Chúng ta sẽ có dưới một cái khay nhựa nhưng mà nhìn nó hơi đẻo, và đây cũng là cáp Lightning. Chúng ta cũng sẽ không có cục sạc y chang kia. Và đây thì các bạn sẽ nhìn thấy, đó, cái tai nghe này thì nó sẽ có tên là AirBoost thế hệ 4. Và không biết là thế hệ 1, 2, 3 của nó như thế nào, nhưng mà thế hệ 4 của nó thì giống y chang như một cái AirBoost thật. Điểm qua cái kén ở bên ngoài thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có một cái kén tương tự như một chiếc tai nghe AirBoost thật. Nhưng mà nếu như các bạn soi và để ý kỹ vào cái phần chữ ở trên đây thì ở đây nó sẽ là AirBoost chứ không phải là AirBoost. Và cũng như là chúng ta sẽ có ở dưới cũng design in California, nhìn rất là xịn sò đúng không? Nhưng mà một số chi tiết ví dụ như là ở cổng sạc Lightning bên dưới này, hay là đến cái phần hoàn thiện ở phần bản lề đây thì nhìn nó vẫn hơi bị tàu, chứ nó không được xịn hẳn như cái chiếc tai nghe AirPods thật. Thế nên đây cũng sẽ là một cái điểm mà nếu như các bạn đi mua tai nghe AirPods, các bạn cũng sẽ phải để ý để đỡ bị tráo đổi giữa cái tai nghe này với tai nghe AirPods thật. Bởi vì người ta nếu muốn lừa các bạn thì người ta có thể xóa cái chữ này đi một cách rất là dễ dàng. Lấy móng tay cạo nhiều thì nó cũng bay mà thôi. Mở tai nghe ra thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có bên trong đây là hai cái tai nghe giống y chang tai nghe AirPods. Và chúng ta sẽ có ở dưới đây cũng là một cái nút nhấn để kết nối. Nhưng mà trên cái tai nghe này thì các bạn sẽ thấy cái cổng sạc của nó sẽ hơi khác so với cái tai nghe AirPods thật. Nó sẽ không còn là hai cái vạch chia nhau mà nó sẽ là hai cái chấu như thế này. Và đây cũng là cái điểm thứ hai để cho các bạn có thể dễ dàng phân biệt giữa cái tai nghe AirPods này với cái tai nghe AirPods thật. Và bây giờ thì mình cũng sẽ demo thử đến cho các bạn với tính năng tự động nhận iPhone của cái tai nghe AirPods fake như thế này. Chúng ta sẽ cùng nhau lấy đến đây là một chiếc iPhone. Đó, các bạn thấy chưa? Ở đây thì mình đang có một cái iPhone. Và bây giờ thì mình sẽ lấy tai nghe ra. Đó. 3, 2, 1, nhận nào. Đó, các bạn thấy chưa? Nó tự nhận đây là AirPods hẳn hoi nha. Và khi mình bấm kết nối này, sẽ hơi mất. Uầy, các bạn thấy chưa? Mình mới chỉ bấm kết nối một phát thôi là rất nhanh chóng nó đã kết nối đến đây. Và nó thông báo cả tình trạng pin của kén và cũng như tình trạng pin của cái tai nghe này. Nhìn rất là xịn sò đúng không? Rất giống một chiếc tai nghe AirPods thật. Đấy, và chúng ta cắm cổng Lightning vào y chang, không khác một tí gì cả. Và với cái tai nghe như thế này thì khi các bạn đi mua những cái tai nghe AirPods thật và các bạn không biết về những cái tai nghe AirPods đấy nó như thế nào thì rất dễ các bạn bị lừa đây là một chiếc tai nghe AirPods thật. Thế nên khi các bạn đi mua tai nghe AirPods, tốt nhất các bạn nên tìm những cửa hàng uy tín để mua. Còn các bạn lợi, nếu như các bạn biết về cái tai nghe này thì khi đó các bạn sẽ chỉ cần bỏ ra một số tiền nhỏ mà thôi thì các bạn cũng sẽ được trải nghiệm một cái tai nghe giống tương tự như tai nghe AirPods, và chúng ta cũng sẽ có các tính năng tương tự là như vậy. Ví dụ như là rút tai nghe ra để kết nối đến iPhone, hay là các bạn cũng sẽ có đụng để có thể chuyển bài, đụng ba cái để quay lại bài, và chúng ta có đụng vào một lần để có thể là ngắt nhạc. Nhưng mà cái tai nghe này thì các bạn lưu ý đó là khi các bạn nhấc một tai ra hoặc là nhấc cả hai bên tai ra thì nhạc vẫn tự động chạy chứ nó không được xịn sò giống như kiểu cái AirPods thật, bởi vì dẫu sao nữa thì đây cũng là đồ fake mà thôi. Cái thứ hai đó là về chất âm của cái tai nghe này. Theo như cái trải nghiệm của mình thì cái giải mic của cái tai nghe này nó khá là chói, nó át hoàn toàn những cái giải còn lại như giải chép và giải bass, và cái giải chép giải bass khá yếu. Vậy nên nếu như các bạn sử dụng cái tai nghe này để dùng cho mục đích đàm thoại thì mình thấy là ok nhất. Còn nếu như các bạn mua cái tai nghe này về định để dùng nghe những bài nhạc thì mình thấy các bạn nên suy nghĩ lại, bởi vì thực sự nó nghe nhạc là không hay, mà nó sẽ chỉ tốt khi các bạn sử dụng để đàm thoại mà thôi. Và trên đó là chia sẻ của mình về mẫu tai nghe AirPods fake mà nó có những tính năng tương tự như tai nghe AirPods thật. Và các bạn thấy sao với tai nghe này? Xin mời comment để lại cái cảm nhận của các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy hữu ích, đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Thì Việt Nam. Xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau.